khởi tố kẻ dùng dao tấn công người đàn ông tại vỉa hè Hà Nội. Công an thành phố Vũng Tàu thông báo tìm chủ nhân hơn 850 chiếc xe. Thêm một vụ cây tét nhánh rơi xuống đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ một người đàn ông bị tấn công bằng hung khí tại vỉa hè Hà Nội, mới đây Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trịnh Quang Hùng, 62 tuổi, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, về tội cố ý gây thương tích. Theo cơ quan chức năng, trưa 31 tháng 7, sau khi uống rượu tại khu vực chợ Long Biên, Hùng điều khiển xe máy đến cửa hàng bán thịt chó của bà NTN tại dốc Hàm Tử Quang, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Lợi dụng khi bà N không ở đó, đối tượng lấy hung khí cùng một thanh mại hung khí rồi đi đến vỉa hè trước số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ. Tại đây, Hùng tay phải cầm hung khí, tay trái cầm mại hung khí và chửi bới. Lúc này, ông LVB 56 tuổi đang ngồi gần đó, nghe thấy vậy, liền đi đến nói chuyện dẫn đến hai bên cãi nhau. Hùng đã cầm hung khí tấn công ông B tại vỉa hè Trần Quang Khải, sau đó bỏ chạy. Bị can chạy đến ngã tư Hàng Tre, Hàng Mắm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo nhà chức trách, Hùng có 7 tiền án và 2 tiền sự. Vừa qua, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan thông báo truy tìm chủ sở hữu của hơn 850 xe vi phạm hành chính đang được tạm giữ tại kho của đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Vũng Tàu. Theo công văn, kho tạm giữ của đội cảnh sát giao thông trật tự hiện lưu giữ 855 xe máy và 7 ô tô vi phạm hành chính. Tuy nhiên, chủ sở hữu và người vi phạm không đến cơ quan chức năng để nộp phạt. Toàn bộ số phương tiện bị Công an thành phố Vũng Tàu tạm giữ sau các đợt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra giải quyết tai nạn trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Mặc dù Công an thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị người vi phạm và chủ sở hữu phương tiện đến giải quyết, nhưng những người này không đến hoặc không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ, những xe này cũng đã nằm tại bãi tạm giữ phương tiện khá lâu, khiến bãi xe chật cứng và quá tải. Theo Công an thành phố Vũng Tàu, căn cứ các quy định pháp luật về xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Công an thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên, mang theo đầy đủ giấy tờ liên hệ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn. Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến giải quyết, Công an thành phố Vũng Tàu sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý theo quy định pháp luật. Vừa qua, tại khu vực vòng xoay Công trường Quốc tế quận 3, lực lượng chức năng vừa xử lý sự cố cây tét nhánh rơi xuống đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một nhánh cây điệp đường kính khoảng 50 cm rơi từ độ cao 5 m xuống chắn ngang vỉa hè và một phần đường Võ Văn Tần. Nhánh cây này dài gần 10 m, có nhiều cành nhỏ, đường kính từ 10 đến 30 cm, tán lá rộng. Vị trí cây tét nhánh thuộc nhà khách Bộ Giáo dục và Đào tạo, sát phía đường Võ Văn Tần. Một người dân chứng kiến sự việc cho hay nhánh cây bị gãy rơi xuống vào thời điểm người dân chưa đi làm nên đường vắng, nếu không sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm. Gốc nhánh cây bị gãy có dấu hiệu bị khô cằn cỗi dù cây vẫn xanh tốt, phần ngọn cao gần 20 m. Sự cố khiến giao thông bị gián đoạn, lực lượng chức năng sau đó đến phân luồng, cưa nhỏ nhánh cây để di dời. Trước đó, sáng 9 tháng 8 tại công viên Tao Đàn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra sự cố gãy nhánh cây xanh gây hậu quả nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 8, Nguyễn Sĩ Tá, 52 tuổi, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc đã có mặt tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để hầu tòa trong phiên xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Tá gây ra. Tuy nhiên, quá trình xét xử nhận thấy có xuất hiện mâu thuẫn về số tiền cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc đã trả cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ. Chủ tọa công bố đơn xin xét xử vắng mặt của bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tại phần thủ tục. Trong đơn của ông Dũng cho biết bị cáo Nguyễn Sĩ Tá lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Đến nay, bị cáo Tá đã đền bù trả cho ông Dũng chỉ hơn 13 tỷ, còn lại hơn 66 tỷ không trả. Đơn của ông Dũng nêu rằng, được biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 8, nhưng vì lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, thời tiết nóng, khó thở, nên bị hại không đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia phiên tòa. Ông Dũng xin ủy quyền cho luật sư thay mặt đảm bảo quyền lợi của mình. bị cáo Nguyễn Sĩ Tá không đồng ý về việc bị hại là ông Đỗ Anh Dũng vắng mặt đề nghị hoãn phiên tòa. Luật sư bào chữa cho bị cáo Tá cho hay, trong đơn xin xét xử vắng mặt của ông Dũng có liên quan đến khoản tiền 13 tỷ đồng vênh so với cáo trạng. Cáo trạng nêu, ông Tá đã trả cho ông Dũng 33 tỷ đồng. Luật sư cho rằng đây là tình tiết mới cần xem xét lại. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Đỗ Anh Dũng đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Theo luật sư, về tình tiết mới, công ty Đức Anh có những cổ đông mới. Việc chuyển nhượng cổ đông là chuyện nội bộ, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và công ty Đức Anh hôm nay có người đại diện hợp pháp tham gia phiên tòa. Trình bày ý kiến, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đức Anh, công ty Đức Anh cho biết đã chuyển nhượng dự án đảo núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho người khác vào tháng 12 năm 2021. Tòa yêu cầu công ty Đức Anh cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên. Hội đồng xét xử cũng cho biết nếu xuất hiện tình tiết mới, tòa chưa kịp triệu tập người liên quan mới. Trong khi đó, Viện Kiểm sát thấy rằng trong đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng có nêu thêm một chi tiết về số tiền 13 tỷ đồng, mâu thuẫn với tài liệu điều tra và cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm rằng nếu vắng mặt ông Dũng tại tòa thì không thể làm rõ số tiền mà bị cáo Tá đã chiếm đoạt. Ngoài ra, do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết hôm nay đã là lần thứ 3 mở phiên tòa nhưng phải tiếp tục hoãn. Hội đồng xét xử yêu cầu luật sư trao đổi với ông Đỗ Anh Dũng rõ về số tiền ông ấy khai đã được bị cáo Tá trả lại đang có sự mâu thuẫn. Chủ tọa nhấn mạnh trường hợp luật sư và ông Dũng không làm rõ được số tiền này thì phiên tòa tiếp theo sẽ sử dụng biện pháp tố tụng khác, vì số tiền không thống nhất thì không bao giờ có thể xét xử được. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định ngày mở lại. Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đức Anh, công ty Đức Anh là chủ dự án đảo núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Công ty mong muốn bán lại dự án này nên đã ủy quyền cho Nguyễn Sĩ Tá tìm khách mua lại dự án. Bị can Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên giới thiệu mua. Khoảng tháng 12 năm 2018, Tá mang theo một quyền quy hoạch dự án đảo núi Cuống đến công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng để giới thiệu bán dự án trên. Tá cho biết dự án đảo núi Cuống và công ty Đức Anh là của Tá, do ông là cán bộ nhà nước, không đứng tên nên nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ. Ông Đỗ Anh Dũng tin tưởng nên đồng ý mua dự án này. Ngày 10 tháng 1 năm 2019, ông Dũng đã đặt cọc 80 tỷ đồng cho Tá để đảm bảo việc mua cổ phần của công ty Đức Anh. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Tá không thực hiện đúng thỏa thuận, không nộp tiền đặt cọc cho công ty Đức Anh mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần, ông Đỗ Anh Dũng thông báo yêu cầu trả lại tiền đặt cọc. Tá chỉ trả 33 tỷ đồng, chiếm giữ 47 tỷ đồng. Sau đó, công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán dự án đảo núi Cuống cho doanh nghiệp này. Ông Dũng khẳng định số tiền 80 tỷ đồng là tiền đặt cọc mua dự án đảo núi Cuống mà ông Dũng đã chuyển nhượng cho Nguyễn Sĩ Tá. Hiện tại ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và đã có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sĩ Tá phải hoàn trả lại số tiền còn lại, cụ thể là 47 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Tá thường xuyên thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho hay số tiền 80 tỷ là được ông Đỗ Anh Dũng thưởng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận. Bị cáo Tá còn cho biết chính Tá là người giới thiệu ông Dũng tới công ty Đức Anh để mua dự án và sau đó được ông Dũng thưởng số tiền trên. Bị cáo khẳng định do tin lời ông Dũng, ông đã ký nhưng không đọc nội dung thỏa thuận, không được giao lại bản thỏa thuận nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc. Vào 27 tháng 3 trước, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quyết định với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua đánh giá của hội đồng xét xử, nhận thấy hành vi của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, có vai trò cao nhất trong vụ án. Hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu được vị chủ tịch này điều hành xuyên suốt, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, bị phạt 36 tháng tù cùng tội danh trên. Còn lại, các lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán đã vi phạm, tổng cộng là 13 bị cáo bị tuyên phạt thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng thông qua bị cáo Việt là cấp dưới và là con ruột của mình đã chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Từ đó nhằm huy động vốn lấy tiền, sử dụng tiền lấy được không đúng mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Tòa nhận định bị cáo Dũng được xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, vì vậy cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Bản án xác định, đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành. Ông Dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn nhằm tháo gỡ khó khăn. 3 công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông. Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế. Từ đó, các báo cáo tài chính được đánh bóng, tạo lãi khống để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Để tạo niềm tin cho người dân, ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con, ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để đánh bóng báo cáo tài chính, từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra. Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỷ đồng. Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Về trách nhiệm dân sự, xét ý kiến của các bị hại về việc trả lãi, hội đồng xét xử thấy đây là vụ án hình sự nên trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạt là không có căn cứ tính lãi như các bị hại yêu cầu. Yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật. Các thiệt hại khác không liên quan đến số tiền chiếm đoạt của các bị cáo cũng không có cơ sở xem xét. Ý kiến của bị cáo Dũng về việc đồng ý trả lãi các trái phiếu mua trước thời điểm bị khởi tố là sự tự nguyện của bị cáo, không thuộc phạm vi xử lý của vụ án này. Theo nguyên tắc bồi thường, tòa cho rằng cần yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường đầy đủ toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Nhưng trong vụ án này đã chứng minh được số tiền các bị hại đã nộp đầy đủ cho Tân Hoàng Minh. Thực tế, việc sử dụng số tiền này là do ông Dũng quyết định, các bị cáo không được hưởng lợi gì, cũng không có vai trò gì trong việc quyết định sử dụng số tiền này. Do vậy, để đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo, cần buộc bị cáo Dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. 13 bị cáo khác đã nộp hơn 900 triệu đồng, được xét yếu tố giảm nhẹ, dù những bị cáo này không có nghĩa vụ phải bồi thường. Số tiền này được tòa ra quyết định xung công quỹ. Với những cá nhân tổ chức khác, từ khi cơ quan điều tra công khai kết luận điều tra đến khi xét xử, nếu không có tên trong danh sách bị hại nhưng cũng không khai báo xuất trình, sau này nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác. Sau hơn một tháng xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Thế nhưng đại án Vạn Thịnh Phát vẫn là điểm nóng thu hút sự quan tâm chú ý từ phía dư luận. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi vừa chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị tổ chức thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát. Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản kê biên, lệnh kê biên tài sản do công ty chuyển với hơn 1.300 bất động sản, bản án sơ thẩm số 157/2024 vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 đang bị kháng cáo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB dư nợ là 1.243 khoản vay tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Hơn 673.000 tỷ đồng. Một số tổ chức cá nhân khác phải trả cho bà Lan gần 23.000 tỷ đồng. Ngoài ra, theo thi hành án còn có các khoản án phí và tịch thu sung quỹ nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận các tài liệu về giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, biên bản kê biên, lệnh kê biên do công an chuyển tới hơn 1.300 bất động sản, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 1.000 bất động sản, gần 200 bất động sản ở các tỉnh thành khác như Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Nam Định, Long An, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, trên 1 tỷ cổ phần 22 động sản. Đại diện Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tính toán, chỉ riêng giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát đã có khối lượng công việc vô cùng đồ sộ, chưa tính đến giai đoạn 2 của đại án này. Cơ quan này dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, trong khi nguồn nhân lực vật lực hiện tại khó có thể đáp ứng yêu cầu. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, vì thế cơ quan thi hành án đã lập kế hoạch tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thực hiện, rà soát phân loại tài sản phải xử lý để làm căn cứ thi hành. Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng phần mềm thụ lý ra quyết định thi hành án, thông báo rộng rãi việc tiếp nhận tiền khắc phục hậu quả, có phương án xử lý các tình huống phát sinh và hạn chế điểm nóng. Thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhìn nhận khối lượng công việc trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ rất đồ sộ, thách thức với cơ quan thi hành án dân sự. Ông yêu cầu Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh rà soát kỹ bản án, các tài sản phải xử lý trong giai đoạn 1, từ đó đề xuất cụ thể quy trình tổ chức thi hành án theo hướng giảm bớt các khâu, quy trình để đảm bảo tính khả thi. Thứ trưởng Tư pháp giao Tổng cục Thi hành án dân sự có phương án bổ sung kịp thời nguồn chấp hành viên cho các cơ quan thi hành án ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Tổng cục cùng với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh rà soát những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ trong cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đại án này. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, khẳng định Vạn Thịnh Phát sẽ là vụ thi hành án dân sự lớn nhất từ trước đến nay. Ông Lợi cho hay, tòa sơ thẩm mới tuyên án hôm qua, số tiền bồi thường thiệt hại rất lớn, rất nhiều tài sản và đương sự liên quan. Ngay trong giai đoạn điều tra truy tố, các tài sản và vật chứng được chuyển giao cho cơ quan thi hành án, Tổng cục Thi hành án đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát về thủ tục pháp lý để đảm bảo thi hành án về sau. Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cũng khẳng định sẽ xây dựng kịch bản thu hồi tài sản chi tiết cho các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á để có biện pháp bố trí nguồn lực phù hợp. Trước đó, cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm về 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả. Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 đô la. Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty. Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm thửa đất địa chỉ số 268 Võ Văn Kiệt, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 2 thửa đất tại khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhân Trạch, Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào, 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa. Riêng 3 bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương dù đã mất, cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI của Hồng. Thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI. Chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Viết Thành tại ngân hàng SCB. Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại ngân hàng SCB. Chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh, con trai Dương tại SCB và Vietcombank. Thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm, giá trị 132 tỷ đồng, đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An. 5 bị can đang bị truy nã gồm có Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Tích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản. Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác thực hiện. Hiện nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định. Theo danh sách Các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Setra. Để phục vụ cho công tác xét xử, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các cá nhân sở hữu lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành nên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý là tòa án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện, đồng thời sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành. Theo truy tố của Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán. Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng các mục đích khác nhau. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo cáo buộc, từ năm 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty SPG phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty SPG, Chiêu Binh Kiong Kenneth, luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, đều là những công ty ma. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la, tương đương 106.000 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về việc nhóm thanh niên 7 người lên hồ Đồng Mỏ thuộc thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù chơi. Tuy nhiên, khi đi qua suối Bến Tắm, hai người là NHV 22 tuổi và NKL 20 tuổi đi chung trên xe mô tô đã không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Cụ thể, vào tối ngày 12 tháng 8, một nhóm 7 người có hộ khẩu ở thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên rủ nhau đi chơi tại vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, khu hồ Đồng Mồ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, gặp trời mưa to nên đã nghỉ lại chờ mưa tạnh. Sau đó có hai người về trước, khi băng qua suối thì bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến trưa ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai người bị lũ cuốn trôi là NHV 22 tuổi và NKL 20 tuổi. Dự báo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục mưa rông trong những ngày tới, nguy cơ lũ quét sạt lở gây ngập úng còn cao. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, trên địa bàn xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo cũng xảy ra vụ đuối nước tại công trình thủy lợi đang thi công, khiến 2 học sinh tử vong. Các nạn nhân được phát hiện tại hồ Phân Lân, thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, thuộc quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng, không chủ quan và không cố tình vượt qua những ngầm tràn khi quan sát thấy có hiện tượng nước đang dâng cao, không đánh bắt cá, chim, vớt gỗ tại những khu vực mưa lũ nước sâu, nguy hiểm để đề phòng tai nạn. Người dân cần theo dõi các thông tin và tuân thủ, thực hiện nghiêm cảnh báo từ chính quyền, cơ quan chức năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều văn bản khuyến cáo, yêu cầu các nhà trường, phụ huynh, học sinh đặc biệt lưu ý đề phòng tai nạn đuối nước xảy ra đối với con em mình, nhất là trong thời gian các em được nghỉ lễ, nghỉ hè. Chỉ để thỏa mãn khát khao khoe thành tích, một nhóm thanh thiếu niên ở Thái Bình và Hà Nam đã sang Hưng Yên dùng hung khí tấn công người đi đường rồi chặt biển xe máy 89 đăng lên mạng xã hội câu view. Chiều ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trình, sinh năm 2006, trú tại thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Theo đó, vào tối ngày 25 tháng 7, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tiên Lữ nhận được tin báo về việc anh DXD, sinh năm 1998, trú tại thành phố Hưng Yên, bị một số đối tượng lạ mặt dùng tuýp sắt tấn công, gây thương tích. Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra xác minh, truy vết, làm rõ vụ việc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tối ngày 25 tháng 7, Nguyễn Văn Trình sử dụng Facebook, TikTok rủ rê, lôi kéo khoảng 20 thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam, tập trung tại cầu Thái Hà. Sau đó các đối tượng điều khiển hơn 10 xe máy mang theo tuyếp sắt, kiếm, vỏ chai thủy tinh, di chuyển từ huyện Hưng Hà, Thái Bình sang tỉnh Hưng Yên với mục đích tìm kiếm người đi đường để chặt biển xe máy 89 đăng lên mạng xã hội khoe thành tích. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên trên khi đến địa phận xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã truy đuổi xe máy biển kiểm soát 89L1XXXXX do anh D điều khiển, chở theo sau là anh C. Các đối tượng trên dùng tuyếp sắt tấn công, sử dụng kiếm chặt biển số xe của anh D, đồng thời quay phim và đăng tải clip lên Facebook, TikTok. Hậu quả anh D bị gãy xương cẳng tay trái và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản của Nguyễn Văn Trình và các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý Trần Dương Ngọc Hải, sinh năm 1995, quê Kiên Giang. Theo đó, vì đầu tư tiền ảo và thua lỗ, nợ nần nhiều nên đối tượng đã lên kế hoạch mang súng, bom xăng đi cướp ngân hàng. Theo Công an Bình Dương, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Hải sử dụng tài khoản Facebook Trần Hải tham gia nhóm kín, rủ 5 đến 6 người khác cùng thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Hải còn đăng lên mạng xã hội tìm mua hàng nóng. Hải hẹn gặp được hai người chưa rõ lai lịch để bàn bạc về việc đi cướp tài sản. Sau khi bàn bạc, các đối tượng đồng ý và thống nhất phương án mua súng giả, xăng để đi cướp. Tuy nhiên, đến ngày hẹn thì một đối tượng không đến. Lúc này Hải và đối tượng còn lại rủ nhau đi cướp ngân hàng mà Hải đã thăm dò trước đó. Khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 8, các đối tượng đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, nhưng thấy có đông người giao dịch nên các đối tượng không thực hiện hành vi. Cả hai đi đến khu phố Chiêu Liêu A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, chờ ngân hàng còn ít người thì sẽ vào cướp tiền. Thời điểm này, công an đi tuần tra thấy Hải có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính, phát hiện trên người Hải có mang theo dao, 2 súng ngắn bằng nhựa màu đen, 2 chai bom xăng, 2 đôi bao tay nên mời Hải về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, không nơi cư trú. Trước đó Hải đầu tư tiền ảo và thua lỗ, đồng thời chơi cờ bạc trực tuyến cũng bị thua, nợ tiền nhiều người nên đã lên mạng tìm cách thức cướp ngân hàng. Trước đó, ngày 6 tháng 8, để có tiền chi tiêu, Hải mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố được 7 triệu đồng, rồi nói dối xe bị trộm. Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hải để xử lý theo quy định của pháp luật. Sự việc CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt ngày 30 tháng 7 trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đại hội lần thứ nhất bất thành, ông Nguyễn Quốc Cường điều hành đại hội thay mẹ. Cũng từ đây, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai liên tục gặp biến động. Trong khi VN Index xanh vỏ đỏ lòng với phần lớn cổ phiếu giảm nhưng chỉ số vẫn tăng nhẹ, thì một số mã như QCG, RDP, DLG lại tăng kịch trần, trắng bên bán. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 8, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai cháy hàng với các lệnh bán được quét sạch từ sớm, sau chuỗi ngày đầy biến động và gặp bất lợi. Mã cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai tăng trần từ sau 10 giờ 30 phút và giữ được mức giá trần là 6.070 đồng cho đến hết phiên. Thống kê cuối phiên cho thấy lượng cổ phiếu được giao dịch giá trần vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 503.300 cổ phiếu trong tổng số 956.000 cổ phiếu được khớp lệnh, dư mua giá trần 204.000 cổ phiếu. Sau 3 phiên giảm, phiên hồi phục hôm nay đã giúp Quốc Cường Gia Lai rút ngắn thiệt hại. Thị giá Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tăng 3,4% trong một tuần giao dịch nhưng đang thấp hơn 49,4% so với thời điểm một tháng trước. Bên cạnh đó, cổ phiếu RDP của công ty cổ phần Rạng Đông Holding cũng tăng trần lên 2.450 đồng, khớp lệnh 467.700 cổ phiếu, dư mua giá trần 509.200 cổ phiếu. RDP đã có 3 phiên liền tăng giá, trong đó phiên ngày 12 tháng 8 tăng 3,62% và phiên ngày 13 tháng 8 tăng trần. Sau một tuần, RDP tăng 8,89% nhưng vẫn giảm 46% so với một tháng trước. Cổ phiếu DLG của công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai tăng trần lên 1.960 đồng, khớp lệnh 2,2 triệu đơn vị và có dư mua giá trần là 2,2 triệu đơn vị. Trong một tuần giao dịch trở lại đây, DLG đã tăng 13,29% và theo đó thiệt hại trong một tháng qua chỉ còn hơn 1%. Mức giảm so với một năm trước là gần 41%. Theo đó, ngành bất động sản có chuyển biến tích cực. Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai và LEC tăng trần, TDC tăng 4,6%, NTL tăng 4,2%. PDR tăng 3,7%, TCH tăng 3,4%, LDG tăng 1,6%, VIC, VRE, DIG, NVL cũng tăng nhẹ. Cổ phiếu ngân hàng xuất hiện NAB tăng trần, Vietcombank tăng 1,9%, HDB tăng 1,6%, CTG và LPB tăng giá, song nhiều mã khác lại điều chỉnh. SSB giảm 2,1%, TCB giảm 1,2%, VIB giảm 1,2%, MSB giảm 1%. Riêng Vietcombank đóng góp cho VN Index tới 2,32 điểm và theo đó cân chỉ số giữa lúc phần lớn cổ phiếu trên thị trường suy giảm. Phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn giảm giá. TVS giảm 2,5%, VND giảm 2,3%, FTS giảm 1,8%, AGR giảm 1,4%. Trường ngược lại, APG tăng 3%, HCM tăng nhẹ 0,4%. Khối ngoại giao dịch tích cực với mức mua dòng 320 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó mua dòng 324 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại HDB với 380 tỷ đồng và VNM với 152 tỷ đồng. Ngược lại, khối này bán dòng 234 tỷ đồng tại HPG. Liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng, vừa qua Công an Hà Tĩnh đã đột kích thành công khu tam giác vàng ở Lào, bắt thành công 155 đối tượng. Được biết, chiến dịch được thực hiện chỉ trong vòng 8 ngày. Sau nhiều tháng trời tổ chức thu thập chứng cứ tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đủ căn cứ xác định có tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại tỉnh Bo Kẹo, Lào. Ngay lập tức, ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm. Đúng rạng sáng 31 tháng 7, sau thời gian tính toán công phu, chỉn chu từng công đoạn, chuyên án quyết định triển khai các lực lượng lên đường sang nước bạn Lào đánh án. Sau nhiều giờ đoàn xe băng màn đêm, luồn lách qua những khe núi hiểm trở, đoàn cũng hoàn thành cung đường 600 km để đến thủ đô Viêng Chăn khi trời đã nhá nhem tối. Sau bữa ăn vội, ban chuyên án lập tức nhóm họp quán triệt thêm những chi tiết trong kế hoạch phá án. Ngày thứ hai có mặt trên đất Lào, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ đến tỉnh Bo Kẹo. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 8, chỉ huy ban chuyên án ra lệnh xuất quân. Mọi người nhanh chóng theo tổ đội cơ động lên xe hướng về đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Ngay khi mục tiêu tòa cao ốc, nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động được xác định, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà. Những tiếng ra lệnh vang lên, tiếng phá cửa, những bước chân vội vã, hoảng loạn hòng chạy thoát của các nghi phạm xen lẫn khiến không gian trở nên căng thẳng. Nhiều đối tượng cố tình tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà, song tất cả đều bị tóm gọn. Sau nhiệm vụ đột kích tòa nhà thành công, ban chuyên án thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn SIM điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Không dừng lại ở đó, sau khi thu thập thành công nhân chứng, vật chứng, ban chuyên án lên kế hoạch di lý các đối tượng về nước. Sáng mùng 3 tháng 8, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bo Kẹo trở về thủ đô Viêng Chăn. Đến sáng ngày 4 tháng 8, đường về thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm rời Bo Kẹo về ga tàu Bon Ten để trở về Viêng Chăn. Cuối cùng đúng 18 giờ ngày 7 tháng 8, ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở cảnh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bởi vừa trải qua một hành trình đầy thử thách cam go nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi dấu sức mạnh đoàn kết, lòng nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm. Thưa quý vị, mâu thuẫn tình cảm dẫn đến thù hằn rồi trở thành động cơ gây án không phải là câu chuyện mới xuất hiện. Phải kể đến vụ việc xảy ra trước đó trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Người đàn ông U60 thẳng tay đốt nhà người tình cũ chỉ vì bị khước từ tình cảm gây phẫn nộ trong dư luận. Vào năm 2017, bị cáo Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1967 ở Đan Phượng, quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hát, sinh năm 1980, cùng ở Đan Phượng. Đến cuối năm 2022, chị Hát muốn chấm dứt quan hệ nên đã cắt đứt liên lạc với bị cáo. Đến khoảng tháng 7 năm 2023, ông Liêm thường xuyên gọi điện thoại liên lạc dù chị Hát đi nhà nghỉ, nhưng chị Hát không đồng ý. Bực tức vì bị từ chối, bị cáo nảy sinh ý định đốt nhà người tình cũ để trả thù. Nhằm thực hiện ý định, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023, ông Liêm đã chuẩn bị bật lửa, mẩu giấy và chai đựng khoảng 250 ml xăng. Sau đó người này đeo khẩu trang, đạp xe đến nhà chị Hát. Đến nơi, ông Liêm dừng xe đạp ở sát tường rào. Quan sát thấy đèn điện trong nhà đã tắt, xung quanh không có người qua lại. Người này đã đổ hết xăng trong chai lên chiếc xe máy dựng sát tường rào, rồi châm lửa ném vào trong. Ngọn lửa bùng cháy từ chiếc xe máy đã lan sang các xe khác và lan vào trong nhà. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, ông Liêm quay về nhà cất giấu công cụ gây án. Tại thời điểm ông Liêm dùng xăng đốt nhà chị Hát và chồng đang đi bán hoa quả ở chợ Nhổn, quận Nam Từ Liêm. Khi đó trong nhà có 4 người con của vợ chồng chị Hát đang ngủ trên phòng ở tầng 2. Người con lớn nhất của chị Hát tên là T, sinh năm 2002, sau khi phát hiện có khói và lửa đã gọi cho lực lượng cứu hỏa, thông báo cho bố mẹ biết. Không dừng lại ở đó, T cũng đưa các em vào trong nhà tắm để tránh lửa. Ngọn lửa đã làm 4 người con của chị Hát bị bỏng. Ngoài ra, toàn bộ tài sản gồm 5 xe máy, 3 xe đạp, xe điện cùng một số vật dụng trong nhà bị cháy hoàn toàn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với công an xã, nhân dân cùng dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, các con của chị Hát bị tổn hại sức khỏe từ 1 đến 4%. Tổng giá trị tài sản của gia đình chị Hát bị thiệt hại gần 159 triệu đồng. Theo điều tra, con trai bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị Hát số tiền 140 triệu đồng. Gia đình nạn nhân tiếp tục yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 590 triệu đồng, bao gồm 390 triệu đồng thiệt hại tài sản và 200 triệu đồng tổn hại sức khỏe. Ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm mức án 13 năm tù về hành vi sát hại người khác và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.